Xin chào các bạn, thưa các bạn, Khang Audio hôm nay giới thiệu và để bán với các bạn một cái cặp dây tín hiệu do Đức sản xuất với một cái chất lượng vượt xa với cái giá bán mà chúng tôi đang đề cập ở video này. Chất lượng thì rất là cao, cái chất lượng sản phẩm cao nó được quy định bởi một số các cái đặc điểm như sau. Thứ nhất là đây là một cái dây đồng mạ bạc nguyên chất được cơ cấu trong loại nhựa tổng hợp teflon chống cháy và không bị nhiễu. Bên trong cùng thì được cơ cấu bằng một tổ hợp 17 cái sợi dây đồng mạ bạc nguyên chất. Rồi tiếp theo là đến hai lớp áo giáp đồng mạ bạc nguyên chất. Và ngoài cùng thì chúng tôi lại sử dụng thêm cho nó một cái cục lọc nhiễu của Đức để đưa nó vào đây. Quá trình chúng tôi sử dụng làm và trải nghiệm sử dụng thử thì thấy đây là một trong những cái dây mà nó tối ưu hóa các cái tín hiệu truyền dẫn, không ù xì, các cái dải tần số của nó rất là đẹp. Và so sánh những cái dây của những cái hãng mà chúng tôi đang bán thì nó hoàn toàn không thua kém gì. Thưa các bạn, cái dây này chúng tôi làm và bảo hành trọn đời bởi những các cái kỹ thuật hoàn thiện, các cái màng co trong liên kết giữa cầu đầu rắc với dây rất chặt chẽ, và các cái kỹ thuật hoàn thiện nó để tạo ra cái độ bền rất là cao. Chúng tôi bán hàng theo cách các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại để trên cái video này hoặc comment xuống dưới bài viết. Chúng tôi giao hàng cho các bạn theo phương thức COD với giá 850.000, các bạn nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán khi nhận hàng và dùng thử trong thời gian 7 ngày. Nếu như không ưng, các bạn có quyền trả lại cho chúng tôi và chúng tôi hoàn lại cho các bạn 100% tiền. Ngoài ra, cái sản phẩm dây này chúng tôi cơ cấu trong một cái cặp dây là 50cm và bán với giá là 500.000. Bạn nào thấy rằng là cái chiều dài phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình thì liên hệ với chúng tôi để chúng tôi bán cho các bạn. Sợi dây 50cm chúng tôi sử dụng cái đầu rắc của hãng Snake Gold, cũng được làm rất cẩn thận để cho các bạn sử dụng với cái chất lượng là tốt nhất. Khang Audio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.